các bạn bẻ gãy nó các bạn không có cái đường đó thì các bạn thấy nó rất giống auto tune đó hoặc là như này Hello, xin chào các bạn. Mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Đây là lịch phát sóng theo chủ đề trên kênh để các bạn có thể chờ đợi bài giảng một cách chủ động hơn. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hoàn phối khí, bán đồ phòng thu, nhận hoàn phối khí sáng tác mới và nhận dạy hoàn phối khí trên toàn quốc. Hiện tại thì mình còn có một group về tự học FPL Studio Việt Nam rất là mong em tham gia. Đây là các bộ video hướng dẫn mà mình đã làm được. Ok, hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một bài hướng dẫn nhanh về chỉnh phô bằng Melody. Khi mà chúng ta thu âm thì uh, Chắc chắn là các bạn sẽ hát rất phô Không thể nào mà hát tốt như mình rồi <laughs> Đùa thôi à, Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh phô bằng Melody à, Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo Một cái VST sẵn có của FF Studio Đó là Newton Nhưng mà mình không quen dùng Newton Nên là mình hướng dẫn cho các bạn bằng Melody nhá Rồi bây giờ mình sẽ có một cái đoạn như này Trong không gian thật thuốc an anh em em cái điều Đó thì các bạn thấy từ trong không gian đầu tiên nên mình hát nó vẫn chưa tròn trịa về cao độ trong không gian trong không gian đấy, kiểu như thế thì đấy là những cái bị phô tất nhiên là uh, mình hát thì nó không bị phô nhiều nhưng mà khi mà các bạn thu âm tự thu âm lại hay là những khách hàng của các bạn thu âm nó sẽ có những cái câu phô rất nhiều thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào và bây giờ thì mình sẽ save cái audio này lại save ra desktop nhá và sau đó là Melody cài đặt hay là mua như thế nào thì các bạn tự tìm hiểu nhá. Tiếp theo là các bạn hãy thả thẳng cái audio đó vào trong bản. Và ở đây nó sẽ có hai phần cho các bạn mà các bạn cần lưu ý đó là phần giao diện chỉnh phô. Giao diện chỉnh phô gồm có các chức năng zoom theo chiều ngang hay theo chiều dọc để các bạn có thể nhìn rõ ràng các nốt nhạc hơn. Nó sẽ phân tích các nốt nhạc của bạn ra thành các cao độ khác nhau. Và tiếp theo ở phía bên trái này sẽ giúp cho bạn đặt một cái scale một cách tốt hơn. Đó thì các bạn sẽ có thể lựa chọn ví dụ là chọn scale thì ở đây cái bài nhạc của bạn bạn phối trên giọng la thứ đó thì nếu như mà các bạn thấy nó đo sai thì các bạn có thể chuyển về thì cái la cái giọng này nó được một cái là các bạn thấy là không đặt được vào cái nốt ở giữa tức là cái nốt ở giữa nó sẽ bị phô nó sẽ lệch khỏi hòa thanh nó bị phô thì cái này thì các bạn khi mà đặt là la thứ thì các bạn sẽ điều chỉnh phô một cách dễ dàng hơn nếu như mà các bạn rốt nhạc lý không đùa thôi đến bây giờ thì mình vẫn dùng bởi vì nhiều khi dùng gọi là làm nhanh tay rồi đỡ phải để ý cái phía dòng bên trái thế này là nó đúng tông hay sai tông rồi ok và sau khi chọn xong cái phần này thì các bạn có mấy cái công cụ sau các bạn click chuột phải và các bạn cần mấy thứ để các bạn 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 cần công cụ rồi công cụ đầu tiên là công cụ chỉnh phô này các bạn có thể thay đổi cao độ của nó trong không gian thật tiên lãng trong không gian thật tiên lãng. trong không gian thật tiên lãng, trong không gian thật tiên lãng. Đó Này nghe kinh quá Gian thật Gian thật tiên lãng Hút thuốc Trong không gian thật tiên lãng đó rồi ok cái công cụ thứ hai cái công cụ này chút nữa thì mình sẽ làm nha công cụ thứ hai là cái công cụ mà các bạn cắt các cái nốt nhạc ra các nốt nhạc của bạn bình thường là các bạn khi mà các bạn nói các nốt khác nhau thì các bạn có các cao độ khác nhau nhưng khi mà các bạn nói một câu mà các bạn chuyển cao độ giống như slide hay pota trong không gian thật tiên lang. Là... Đó là một câu luyến thì nó sẽ cắt, nó sẽ liền một nốt cho các bạn nhưng mà cái các bạn sẽ nhìn cái đường đồ thị về cao độ các bạn nó sẽ thay đổi. Không gian thật tiên lang. Là... Thì các bạn sẽ phải cắt ra để các bạn hiệu chỉnh hai cái nốt đó để các bạn chống phô hoặc là đôi khi các bạn ngân giải trong không gian thật tiên lang là... thì lúc sau ngân hụt hơi mà thế là các bạn bị phô Đó, thì các bạn sẽ cắt nó ra để thay đổi tiếp theo là các bạn cũng có thể là di chuyển các cái nốt nhạc nhưng mà cái này thì dành cho những bạn nào mà đồng bộ xin à, vocal thôi nhưng mà mình sẽ không hướng dẫn sâu à, cái này mình sẽ có một bài hướng dẫn sâu sau khi mà các bạn đồng bộ cùng với cái project của các bạn còn đâu bây giờ nếu mà các bạn di chuyển sẽ rất dễ đưa đến tình trạng là các nốt của bạn bị sai nhịp và tiếp theo là à, thay đổi cái độ mở của giọng hát của bạn bình thường các bạn nếu mà các bạn hát bị um, nốt vào trong nó sẽ rất là bí tiếng giờ, trong không gian thật tiên lãng hút thuốc nào nghệ an hay, hay là, trong không gian thật tiên lãng hay mở to con này trong không gian thật tiên lãng hút thuốc thì các bạn sẽ điều chỉnh được cái đó để cho cái âm sắc của các bạn nó giống với cái âm sắc mà các bạn mong muốn hơn thì cái này thì nó là chuyên sâu về phần mixing rồi thì các bạn phải hiểu về về hát thì các bạn mới làm được mixing về âm sắc hoặc là về hát nên là mình sẽ không nói sâu sẽ có hai công cụ một là công cụ cắt đó hai là công cụ về chỉnh phô rồi ok thì ở đây thì các bạn thấy là khi mà các bạn đặt vào chỉnh phô thì các bạn thấy là nó vẫn chưa chuẩn đúng không đó thì các bạn có thể chỉnh à, nếu như mà các bạn chưa biết cách chưa nghe tốt về cao độ thì các bạn cứ theo cái gợi ý này mà các bạn làm các bạn nếu mà thấy luyến lái nhiều thì các bạn hãy cắt ra và điều chỉnh trong không gian trong không gian thật tiện. đó thì cái này bị phô xuống này đó, thì mình sẽ cắt đôi cái nốt ra đầu tiên là cắt đôi các cái nốt này ra này sau lại chuyển về cái chỉnh phô và các bạn select tất cả ra mà các bạn click đúp là nó sẽ về nhưng mà các bạn lưu ý nhé đối với các cái khúc luyến như thế này này mà các bạn bẻ gãy nó gấp quá thì nó sẽ ra hiện tượng giống như các bạn bị tun nặng ấy tun giống rap ấy trong không gian thật tiên lãng đó, đây này câu này bị phô này đó thì mình sẽ chỉnh nó lại này không gian tật tiên lãng đó nhưng mà này nếu mà các bạn bẻ gãy nó các bạn không có cái đường đó thì các bạn thấy nó rất giống auto tune đó hoặc là như này đó và khi mà các bạn cắt nốt ra nó sẽ có một cái đường để nối để các bạn có thể là luyến nhanh hay luyến chậm Các bạn càng kéo xuống dưới thì nó luyến càng nhanh Và nó càng giống bị tun Nhưng mà có nhiều trường hợp nếu mà các bạn luyến chậm quá Nó sẽ làm cho các bản nhạc của các bạn bị chậm Nếu mà các bạn nào mà học về hát cha Thì nó sẽ luyến lên giữa Hỏi bay Nhưng mà bây giờ các bạn muốn mix R&B Thì các bạn cần hơi gió, bay Thì các bạn muốn luyến lên luôn Thì các bạn sẽ kéo chậm cái này lại Còn nếu mà các bạn muốn cha Thì các bạn đẩy lên lên từ từ đó tiên lãng hoặc là các bạn nào muốn là có cảm giác tôn thì các bạn tiên làng. đó để tiên làm rap chẳng hạn thì thì các bạn cũng có thể là kéo ngắn nó lại tiên làng, hút thuốc lào nghệ an Đấy, nhưng... Làng, hút thuốc hút thuốc hút thuốc lào nghệ an Đấy, cái lào này nó bị phô này đấy thì các bạn cắt ra thì các bạn đưa nó về làng, lào nghệ an đấy, cái lưới lên bị phô này. Đó, thì mình sẽ cắt ra này và mình đưa cái nốt này lên trên nghệ an Ở nghệ an anh ném em cái đi anh ném em cắt tiếp này anh ném em cái điều cay à, cái này bị phô này cái điều ngoài ra thì các bạn cũng có thể điều chỉnh uh, có những cái nốt luyến mà các bạn cần điều chỉnh nó cao hơn một xíu So với bình thường thì các bạn có thể click vào và Các bạn có thể lựa chọn là tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm ở đây Các bạn click chuột vào và thay đổi Đó đây, Anh cho em xin này cái nốt này bị phô này Anh chọn Anh, anh... chọn Cái nốt luyến sau nó chưa đủ Đấy, thì Các bạn cắt nốt ra Và các bạn làm Nếu như nó là RB thì các bạn có thể select tất Và các bạn click và các bạn nghe Nó phô ở đâu thì các bạn sửa anh cho em xin que diêm que đóm với công, que đóm với cung nước để hãm phê. Đó, à, và nhưng mà nó sẽ gặp rất là nhiều trường hợp là các bạn sẽ bị các cái nốt luyến nó sẽ bị phô. Đây các bạn nha, đưa hết về uh, theo như máy nó đặt. Anh đỡ em cái nhè. Anh đỡ em cái nhè. Ở đây nó sẽ anh có anh hai nốt. Em... Thì các bạn thấy là anh đỡ nó là nốt bên trên. Ừ. Đó thì các bạn phải kéo nó lên như này em. thì nó mới mới chuẩn. Anh đỡ em cả. Đó, nhưng mà ừ. nếu như mà để như vừa rồi thì các bạn sẽ bị phô nhá. Đây này. Mặc dù là như này nó lạc chung một cụ và các bạn để là chuẩn ở cái vị trí trung bình, nhưng mà cái nốt này nó là nằm ở bên trên, nó nằm ở nốt C thì các bạn phải cắt đôi nó ra và đưa nó lên C. nhỉ. Cho em xin xin anh bi nữa anh ơi. Anh hay bật lửa châm cho em. Đây này, nốt này cũng bị phô này mặc dù nó ở trung bình. Nằm ở giữa và đã chuẩn nó theo như mày nó đo rồi lừa chấm cho ép đó cắt ra và các bạn hãy đưa lên trên lừa chấm cho đó lừa thì nó châm hết phô cho. lừa ba chấm cho em. đây cũng phô này lừa ba chấm cho lừa ba chấm cho cắt này lừa ba chấm cho lừa ba chấm cho em anh nhé cho rồi ok và để rèn luyện uh, chỉnh phô một cách tốt hơn thì các bạn cái công việc tốt nhất để các bạn học đó là luyện thanh và luyện thanh như thế nào thì ở trên youtube đã có khá là nhiều bài giảng về luyện thanh thì các bạn cứ search luyện thanh cơ bản và các bạn làm theo họ mình uh, gợi ý cho các bạn là uh, các video của anh bảo mẹo đây là một uh, giáo viên mà mình rất là thích. Đó, vocal up xong uh, các cái luyện thanh. Các bạn tất nhiên là các bạn không cần cái bài nào khó quá các bạn có thể bỏ qua nhé. Các bạn tập các bài đơn giản như do re mi fa sol la si do thì các bạn sẽ nghe và cảm nhận được là cái cao độ và các bạn phân biệt được cao độ thì cái việc chỉnh phô của bạn sẽ tốt hơn. Sau khi chỉnh xong thì các bạn hãy export ra một cái audio. À, các bạn bấm control E và save as và các bạn save thì nó sẽ xuất ra một cái audio khác. Các bạn có thể đặt tên ở bên trong hoặc không. Nếu mà không đặt tên thì nó sẽ có cái chữ Melo như này Và các bạn quay trở lại thả thẳng Đúng vào cái vocal mà các bạn với export ra là Vậy là các bạn đã có một cái vocal đã chỉnh phô ở đây rồi Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho bạn cách chỉnh phô bằng một cái uh, DAW tên là Melodai. Mình là Thế Phương VPK đến từ VPK Music và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như... Là vào phần playlist để mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nha Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo Bye bye